Mình cho dù đi tham quan, đi dạo, với mình là mình đi dạo. Hôm nay ở đây là ngày lễ. Hôm nay là lễ Quốc Khánh 20 tháng 6, lễ Quốc Khánh của Ý. Mà hôm nay trời không được đẹp. Trời có chút mây, âm u. Nên mình ra trung tâm chính cho nó đông không. Hôm nay thứ 6 mà lại Quốc Khánh. Thứ 6 nghỉ, thứ 7 nghỉ, chủ nhật nghỉ. Ở đây là mình nghỉ liên. Trời gầm gừ quá. Không biết có đổ mưa không đây. Mốt mình sẽ quay video riêng về những nhà thờ của Ý thôi nha. Nhà thờ trên đảo Sicily là rất là nhiều nhà thờ. Nhà thờ đây là những nhà thờ cổ, kiến trúc vào thời Phục Hưng. Nhà đây thấy nhà cổ không? Kiến trúc cổ không? Trung tâm chính. Mình thấy có một đoàn du khách. Khách này là du khách đi theo tour, là những người lớn tuổi, những người ta đã nghỉ hưu rồi đó. Sau khi nghỉ hưu rồi người ta sẽ rủ nhau đi du lịch. Các bạn hỏi mình chứ đến đây đi bằng phương tiện gì đến núi Etana thì nó rất là nó dễ dàng nhất. Thật ra nếu mà nó có rất là nhiều phương tiện để mình đi, nhưng mà tốt nhất các bạn lần đầu đến đây thì các bạn nên đi theo tour. Các bạn đến đây các bạn mua cái tour, sau đó sẽ có hướng dẫn, người ta sẽ dẫn mình đi tour ở đây từ Catania ở trung tâm nè, mình đến núi Etana thì tùy theo tour có ăn trưa hay là không ăn trưa đó, hay là ngoài đến Etana còn có viếng thăm cái nơi nào khác hay không, có tham quan cái nơi nào khác hay không đó. Thì cái tour mà rẻ nhất thì cũng khoảng 70-80. Nếu mà tour nó có nhiều địa điểm tham quan hơn, hay là có ăn trưa, hay là có ăn tối gì đó qua thì nó khoảng 100+. Các bạn đi như vậy thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều cho các bạn lần đầu tiên đến đây. Còn mình đến đây mình có thể đi xe lửa nè, mình có đi xe buýt nè, nó rất là nhiều phương tiện công cộng, nhưng mà mình không có quen, nó không có tiện. Mình đi mình tốn kém rất là nhiều. Thà là mình mua cái tour như vậy đó, mình đi nó không có tốn kém nhiều. Thì mình có kinh nghiệm rồi, lần sau mình đến mình đi mình đi tự túc nó đơn giản hơn. Chứ mình lần đầu tiên mình đến mà mình đi tự túc nó cũng hơi bị khó. Rồi giờ mình đi dạo thôi. Đâu về? Ok, bye. Mình đi. Ok. Mình đi theo tour mình sẽ bị không bị mất tiền nhiều. Còn các bạn mà đi tự túc á, nhiều khi mình không biết á, mình sẽ tốn rất là nhiều. Đây là nhà hát của Catania. Mình đang đi vào cái khuôn viên nhà hát. Buổi tối ở đây nó rất là sầm uất. Những cái quán bar, những cái nhà hàng. Thường cái nơi này là cái điểm tập trung mà để người ta vui chơi thâu đêm á. Trước mặt mình là cái nhà hát. Aspetta, devo fare il cucciolo.
hay là nhà hát của thành phố. Mình sẽ quay cái khung viên ta. Đây là khung viên của cái nhà hát. Lối vào bên trong nhà hát. Đây là mặt khuôn viên chính của nhà hát. À, hoài phượng tím bắt đầu nó đã nở hoa. Palazzo delle Finanze. Ok. Chồng nói để chồng đi mua kem. Ở đây người ta đảo kem. Cái phượng tím này nở rất đẹp không? Đây có một cái vòi nữa. Đài phun nước. Đây hình dạng của con gì không biết. À, khuôn viên của cái nhà hát này. Phóng lại rồi. Teatro Bellini, nhà hát Bellini. Bellini là một cái nhạc sĩ opera nổi tiếng của Ý nha. Quê hương của ông là ở Sicily. Bác thề 500 rồi. Cảm ơn una. Come. Mira. The last one Monday. You can do. Chị treo lại. À cái chị đi tắt vô. Chồng hỏi mình ăn kem kem gì mình nói. Mình nói mình ăn kem hạt giác cười với lại cái gì tự nhiên mình quên mất rồi. Cherry. Này bên hông cái nhà hát là rất là lớn đó. Nó có những cái cổng nó đi vào này. Bên đây cũng có hình chim ưng đại bàng ha. Đây là cái gì? Chữ này toàn là những cái tiếng Latin mà. Đó, bên kia là một cái nhà. Nhà gì mình không biết, để chốc chồng ra mình hỏi. Rồi nó là một cái tên Latin. Cái đài phun nước này có cái hình dạng là giống như ba con rồng. Con gì mình không biết cái gì đó. Cái gì mà rất là lớn mà lâu rồi. Cái này người ta đã đóng cửa, không biết người ta có cho tham quan không, mình không biết. Mà trên mình thấy người ta đã bảo vệ cái ban công nó bị hư á, nó có nguy cơ đổ xuống á. Kem mà dân Sicily nam hay nữ đều rất là thích ăn kem. Quanta. Tre cinquanta. À, cái kem này là 3.50 euro, 3.50 euro. Mà good. Chồng nói rất là ngon, nó mắc nhưng mà nó ngon. Tastes good.
hay là hoa phượng tím. Rất là đẹp ha. Có xà. Mình hỏi chồng cái đó là gì á? Mình mới vừa hỏi chồng xong cái này là cái gì. Chồng nói cái nhà này là giống như là cái nhà tưởng niệm những cái người lính đã tử trận ở trong những cái cuộc chiến tranh á. Giờ mình thấy ở trên nó để là chữ Casa de Mitilato. Đây. Ê, làm anh ra cái. Ươm tất. Đi chơi mà trời mưa. Run run. Chạy thôi. Đi trú mưa ha. Này hình giống con đại bàng mà không thấy cái đầu đâu. Chạy vô trong bên trong nhà hát trú mưa. Palazzo della Finanza là cái văn phòng tài chính. Mình nghĩ nó giống như là cái kho bạc của Việt Nam mình. Giờ mình mới thấy cái nhà hát này nó được khánh thành vào ngày 31 tháng 5 1890 do nhà thiết kế Carlo Sada. Nó gồm có 4 tầng, 4 cái phòng và 1 cái phòng mà gọi là cái phòng cực lớn á. Để chồng đi lấy dù trong xe. Giờ mình tiếp tục nha. Mưa. Hôm nay ngày quốc khánh mà trời mưa. Giờ mình tiếp tục cuộc câu kể dạo của mình. Ở đây dù lúc nào cũng có trong xe. Trời nắng hay trời mưa thì cũng có dù trong xe. Trời mưa thì trời mưa nhưng mà tạnh mưa rồi. À, người ta cũng đổ ra đường đông đúc à. Những cái trời mưa mấy cái nhà hàng này bắt đầu rầu. Mình đi ra quảng trường chính nha. Đâu mà xe cộ dữ vậy? Chân sơn đồ mộ. Ở trong chiếc cày. Nè áo đây cho đây. À, đổi mưa đi dạo. Đổi mưa đi dạo. Này, cái con đường mình hay chạy xe này, chỗ này là gần cái chỗ bánh xe buýt của trung tâm. Giờ mình sẽ đi ra cái trung tâm chính nha, cái quảng trường đi bộ. Ở đây trời mưa là có những người bán dù dạo này. Bán dạo cho những người người ta đi không có mang theo dù á. Hay mọi người đi dạo dưới mưa với mình.
Đây có một anh bán dù dạo nữa. Đây là người ta cập nhật nhanh không? If mother come, it does mother have to go. Trở về. Nãy mình có rủ má chồng đi. Phải rủ bà đi là giờ bà la. Bà kêu đi về. Anh trai hay không? Maybe September I'll go. 5 or 6 times the number of stairs. Đây mình đã đi vào bên trong nhà thờ San Ga. Cái tháp của cái ngôi nhà thờ này là mình lên trên đỉnh tháp mình có thể ngắm được toàn thành phố Catania. Tại ở bên trong nhà thờ cho nên mình không có nói lớn. Đây có một cái đèn chùm rất là đẹp luôn. Khi mình vào bên trong rồi mình đi ra. Ủa tại cửa. Lên. Ok. Chỗ mình thường thích, mình muốn vô mình thường mình đi nó đóng cửa. Hôm nay nó mở cửa mình sẽ đi vào. Nhiều đi dạo Catania. Trời mưa. Đường này mình thường đi chợ về á. Mình chạy xe đây nè. Hồi nãy mưa nhỏ nhỏ, giờ mưa hơi lớn rồi. Ok, chưa là.
mình mới thấy mở cửa anh đi lại trái đóng cửa rồi. Dễ thương. Mình quá tính vô tham quan. Giờ lại tới đóng bùm. Taxi Catania. Thường các bạn đi những cái chiếc taxi các bạn thấy trên đó người ta đã niêm yết giá. Thì mình đi nó không có bị bị hố. Còn mấy chiếc taxi mà nó không có niêm yết giá. Nó muốn nói gì nói. Rồi, ở cái trung tâm chính rồi quay qua quay lại là mấy cái nhà thờ luôn. Một, hai. Trước mặt mình là hai cái tháp chuông, là hai cái nhà thờ. Hai bên hông nhà thờ nãy mình mới vừa tham quan là một cái nữa đó. Bên hông mình cái này nữa là bốn cái nè ha. Đây nè, đây cái nhà thờ chính của San Gata nè. Nhà thờ này mình đã quay rất là nhiều video rồi. Khi nào cái hầm mộ của cái ngôi nhà thờ đó mở cửa cho khách tham quan á, mình sẽ vào tham quan. €15 Bus. Các bạn đi xe buýt đến núi Estala là €15 nè. Đây có giá. Đây có những cái dịch vụ phục vụ nếu các bạn nào mà muốn đến đây tham quan Estala. Mà lần đầu mình đến thì nên đi những cái đi những cái loại hình đi theo tour vậy đó. Đúng rồi đây. Ok. Còn cái này là xe gì ta? Này mình đi Noto, mình đi Syracuse rồi. Là €70, €75. Đây luôn. Người ta cũng nuôi mình nè. Cho dù đi tham quan đi dạo với mình là mình đi dạo. Trời mưa chứ cũng đông đúc nha. Biết sao không? Nằm nhà hoài. Nó buồn. Cho nên mình rủ chồng thôi đi ra đây. Đi bộ. Hồi nãy mình đi là chưa có trời mưa, mới chỉ là có mây đen thôi. Ra khi mình đến đây thì trời mưa. Ban đầu thì mưa nhẹ hạt, sau bắt đầu mưa nặng hạt. Đặc biệt là những người bán dù dạo này rất là nhiều luôn. Lỡ mà đi quên bán dù thì mình cũng không sao nha. Mình mua một cây dù. No, di Catania so. Cosa? English, so no, di Catania. Đây là trường đại học của thành phố Catania nha các bạn. Cái chị đó, chị nói mình có đi du lịch không? Đi tour không? Chị bán tour cho mình đi. Mình nói mình ở đây mà, mình ở Catania mà. Này Gymnasium hả chồng? Dù đủ màu sắc ha các bạn. Ta đâu có ngại mưa đâu, chỉ có mưa quá lớn thì đi không được thôi chứ. Mưa nhỏ nhỏ mình vẫn đi dạo bình thường ha. Chỉ khó đi về giặt dài chút. Đây là những con hẻm. Mình đã nói như trong những cái video trước rồi ha. Là cái quảng trường nó thường là cái hình lục giác, luôn luôn nó có 6 con đường. Để mà khi gặp sự cố là tất cả người dân người ta tập trung về cái quảng trường nhanh nhất. Đây là cái nhà thờ Nico Meritqua. Anh ra đây.
ti ho dimenticato, Nico. Adesso siamo vino di... E lei? Ci sono, vediamo. Này mình vô mình tham quan cái nhà thờ nữa nha. Trời mưa rồi mình mình vô nhà thờ, thứ nhất mình tham quan, thứ hai là mình để trú mưa luôn. Này là cái chuông. Chuông thì gỗ, nó ta rã xuống.
Vale Zata. Rất đẹp không? Ngôi nhà thờ rất là đẹp luôn. Cái nhà thờ này nó được, nó có tên là Colezata, là nó mang tên của cái con đường chính trước mặt nó nè. Cái nhà thờ này được xây dựng vào sau một cái trận động đất 1693, được xây dựng lên từ một đống đổ nát. Đó là kiến trúc thời Nạc Man nha. Basilica. Mình đi ra trời đã tạnh mưa. Đây là xe cảnh sát cứ đi tuần trên đường. Trời mưa cho nên nó cũng rất là ít. Ít du khách hơn thường ngày. Mặc dù hôm nay là ngày lễ. Thường mình quay cho các bạn xem đó. Nếu mình đi đâu mình quay á, mình không có đem theo những dụng cụ đi quay, mình chỉ quay bằng điện thoại thôi. Đôi khi mình đi nhanh quá nó bị cà giật á. Nó bị rung á. Nhưng mà hôm nay mình đã sử dụng cái đồ quay cho nên nó sẽ không có cà giật, nó không bị rung. Okay, return. Return. Nó hơi trời mưa rồi đi về. Đi ra nhận những cái tour á. Đi dạo. Mưa quá. Ướt hết rồi. Mặc dù có dù nhưng mà nó vẫn bị ướt. Ở đâu về mắt kia nè. Anh em mình đi lấy xe mình về. Trước mặt mình cũng có cái ngôi nhà thờ nhỏ nhỏ. Đây kiến trúc của ngôi nhà rất là độc lạ luôn nè. Mình quay cho mọi người xem. Ở dưới những cái ban công là những cái hình, những cái hình gì mình không biết. Nữa. Hết tạnh mưa người ta bắt đầu đi chơi, mình thì đi về. Nói với chồng đi ra bến cảng chơi một chút. 6 giờ tối à. 6 giờ tối. Ở đây 8 giờ mấy bắt đầu mới hoàng hôn nha. Tại hôm nay trời mưa. Chồng đi ra bến cảng chơi. Đấy. Chồng tưởng là không cho chạy xe vô, cho nên bỏ xe đằng kia đi bộ. Cảnh sát bến cảng à. Chồng nói đi xích vô đừng có lọt xuống dưới đó, chồng không có biết bơi đâu. Là du thuyền, những chiếc du thuyền nó thường hay cập đây nha, cập bến cảng này. Phà hả? Gì? Mày nói những chiếc phà. À đó bắt sinh ra Máquina camion. À thuyền nó chìm rồi. Cái thuyền này người ta đánh bắt gần bờ á. Chiều về trên bến cảng. Xa của bến cảng. Mưa quá, chắc mưa quá, thôi đi vô quá. Mở tay mình thấy mây đen quá rồi.
Casa. Mình mới vừa vô bến cảng, hồi nãy trước khi mình vô bến cảng ở đâu có đông đúc vậy đâu, bây giờ quá chừng xe luôn nè. Chưa được 10 phút mà mình đi vô mình thấy trời giống mưa quá, mình đi về giờ là kẹt xe luôn nè. Chồng nói gì mà mới có 50 phút mà